Thời gian qua, Thời báo VTV đã nhận được thư gửi từ nhiều khán giả phản ánh thông tin một số tài khoản mạng xã hội có hành vi lợi dụng danh nghĩa giả mạo thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam để đăng tải thông tin tìm kiếm tài năng tham gia chương trình trung thu với tên gọi Đêm hội trăng rằm 2024. Cụ thể, các tài khoản này đã đăng tải thông tin sản xuất chương trình kết hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, phụ huynh lại được yêu cầu chuyển khoản để kích cầu sản phẩm cho một trang web lạ. Sau khi đặt hàng, các đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển khoản cho số tài khoản của một bên không liên quan. Những hình ảnh thông tin do các đối tượng này đưa ra được thiết kế tinh vi khiến nhiều khán giả và bậc phụ huynh dễ dàng tin tưởng và bị mắc lừa. Hành vi vi phạm pháp luật này không chỉ gây thiệt hại cho khán giả mà còn tổn hại tới uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo nhà báo Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phim Tài liệu Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị thực hiện hai chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã có kế hoạch bước đầu thực hiện chương trình dành cho khán giả nhí vào Tết Trung thu 2024. Tuy nhiên, ekip sản xuất không tổ chức bất kỳ cuộc thi tìm kiếm tài năng nào. Bên cạnh đó, những chương trình giải trí nghệ thuật do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất không yêu cầu khán giả phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào khi đăng ký tham gia. Nhà báo Nguyễn Đức Hòa cho rằng, các thông tin tuyển sinh mời tham gia đang thực sự là mối nguy hiểm tới không chỉ túi tiền các phụ huynh, tới tinh thần các em nhỏ mà còn ảnh hưởng uy tín của chương trình nói riêng, của VTV nói chung. Thông tin chính thức về chương trình Tết Trung thu 2024 sẽ được đăng tải trên các nền tảng chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian tới. Mong các bậc phụ huynh có sự kiểm chứng trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào đăng tải trên mạng xã hội. Trong nhiều năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam đều mang tới cho những khán giả nhí một món quà đặc biệt vào mỗi dịp Tết Trung thu. Mỗi năm, chương trình sẽ có tên gọi khác nhau như Thắp sáng ước mơ thiếu nhi, Vầng trăng ước mơ, Đêm thu cổ tích, Lễ hội mặt trăng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang đến cho các em nhỏ những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng đặc sắc. Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo giả mạo từ các trang Facebook, Zalo, Telegram giới thiệu cuộc thi như Táo quần nhí, Duyên dáng áo dài, Chiến sĩ nhí, Học kỳ quân đội, Destination Runway Fashion Week 2024 có sử dụng logo VTV. Đã có người chuyển tiền cho chương trình Táo quần phiên bản nhí 100 triệu đồng. Thậm chí có người tài trợ 1 tỷ đồng cho cuộc thi Duyên dáng áo dài bởi họ tin đây là những cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, đây chính là những chiêu trò của các nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao mạo danh VTV để lừa đảo. Còn theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, khi giả mạo các cơ quan tổ chức, chúng đã chuẩn bị rất kỹ về trường hợp người dân sẽ yêu cầu đến gặp những người trong cơ quan tổ chức này. Để thực hiện hành vi lừa đảo và đánh vào lòng tin của người dân, thì tội phạm sẽ giả mạo các tài liệu phát hành của cơ quan tổ chức đó như những thông báo của VTV, bản cam kết của VTV, trong đó có con dấu đỏ. Những nội dung này chúng đều làm giả được từ việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên không gian mạng. Chiều 9 tháng 8, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường, 47 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Vũ Thị Loan, 43 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép hóa đơn. Theo cơ quan điều tra, các bị can đã sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp mà doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh, sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, các bị can đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11,3 ngàn tỷ đồng. Các công ty trên đều không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và thương mại Tân Làng, hay còn gọi là công ty Tân Làng, ghi có trụ sở tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vật liệu xây dựng Việt Khôi, hay còn gọi là công ty Việt Khôi, ghi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ phó giám đốc, không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. Tuy nhiên, lại mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 trên 40 công ty mà nói trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Ngoài ra, Cường đã mua các hóa đơn này
từ Trần Thị Liên Chi và một người khác chưa rõ họ tên địa chỉ, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế VAT. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thị Loan là kế toán của cả hai công ty Tân Lang và Việt Khôi đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty này cùng tài khoản cá nhân của Loan. Theo thống kê, nửa đầu năm 2024, việc xảy ra nhiều vụ tấn công mã hóa dữ liệu nhắm vào các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã gây ra thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và cộng đồng. Nạn tấn công mạng có chủ đích, tấn công vì mục tiêu tài chính và tấn công từ nội bộ là những nỗi lo lớn của các doanh nghiệp. Khi xảy ra sự cố tấn công khiến hệ thống công nghệ thông tin có vấn đề, dữ liệu quan trọng bị mã hóa, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp mới thấy hết tầm quan trọng của công tác xây dựng quy trình chuẩn, sẵn sàng xử lý sự cố. Tuy nhiên, vẫn có hơn một nửa các tổ chức được khảo sát còn chưa quan tâm công tác này. Tài xế Hoàng Văn Nghĩa được xác định là người trước đó đã điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, tông sập 5 nhà dân, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Dữ liệu từ Cục Đường Bộ cho thấy xe đầu kéo do ông Nghĩa điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn, chạy vận tốc 84 km/h, vượt 40% vận tốc cho phép ở đoạn đường này. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, trước khi tông vào nhà dân, ông Hoàng Văn Nghĩa điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ tỉnh Đắk Nông sang tỉnh Đắk Lắk. Khi đến khu vực chợ 312, xã Đắk Rô La, huyện Đắk Miu, do lao với vận tốc rất nhanh, xe này đã xảy ra tai nạn với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Sĩ Trường, trú tỉnh Nghệ An điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Theo đó, tiến hành đột kích vào tổng kho Đông Hưng, có địa chỉ tại thôn Đông Hưng, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, do Lê Tuấn Thành, sinh năm 1995, ở cùng địa chỉ, và cơ sở sản xuất do Lê Hà Tuấn, sinh năm 1995, làm chủ. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 700 thùng nước giặt giả thương hiệu Omo và nước rửa chén bát giả nhãn hiệu Sunlight, cùng nhiều nguyên liệu máy móc thiết bị dùng để sản xuất hàng giả thương hiệu nhãn mác. Lực lượng chức năng bước đầu xác định, hàng tháng, các đối tượng đã bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng Omo, tương đương giá trị hàng thật khoảng 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.